xin cảm ơn quý vị khán giả vẫn còn theo dõi làn sóng SPTN và sau đây xin kính mời quý vị theo dõi bản tin từ Việt Nam với Tường Thắng. Kết thúc quý Việt Nam chấm dứt hạn chế Covid đối với các chuyến bay quốc tế từ ngày 15 tới tháng 2. Báo tuổi trẻ và hôm chủ nhật 13 tới tháng 2 đưa tin Việt Nam sẽ dỡ bỏ các hạn chế Covid-19 đối với các chuyến bay chở hành khách quốc tế bắt đầu từ ngày 15 tới tháng 2 và sẽ không giới hạn số lượng chuyến bay Hãng tin Reuters cho biết Việt Nam từng áp đặt các biện pháp kiểm soát biên giới chặt chẽ khi đại dịch bắt đầu để ngăn chặn Covid-19 với một số các thành công ban đầu. Nhưng hành động này lại gây thiệt hại lớn cho ngành du lịch đang phát triển, vốn chiếm khoảng 10% tổng sản phẩm quốc nội. Báo tuổi trẻ dẫn lời ông Đinh Việt Sơn, phó lãnh đạo cơ quan hàng không Cộng sản Việt Nam cho rằng Việt Nam sẽ dỡ bỏ các hạn chế đối với các chuyến bay quốc tế bắt đầu từ ngày 15 tháng 2. Các chuyến bay sẽ được khôi phục về mức trước đại dịch, Ông Sơn nói Việt Nam đang thông báo cho các đối tác về chính sách mới và chỉ có Trung Cộng là chưa đồng ý nối lại các chuyến bay thương mại với Việt Nam. Việt Nam từng bắt đầu nối lại các chuyến dần các chuyến bay quốc tế với 15 thị trường từ đầu năm nay, đồng thời nó lỏng các yêu cầu cách ly với những hành khách từng được chích ngừa, hiện chỉ cần tự cách ly 3 ngày. Quốc gia Đông Nam Á này ghi nhận gần 2.5 triệu ca nhiễm COVID-19 kể từ khi đại dịch bắt đầu và khoảng 39.000 ca tử vong. Số liệu chính thức cho thấy gần 98% trong số 98 triệu người dân trong nước đã từng chích ngừa ít nhất là hai liều vaccine. Thưa quý vị, vẫn nguồn tin Việt Nam cho biết Việt Nam có thể lệ thuộc nhiều hơn vào sản phẩm xăng dầu của Nam Hàn. Theo trang báo S&P Global vào thứ Sáu 11 tháng 2, nhận định rằng Việt Nam có thể lệ thuộc nhiều hơn vào sản phẩm xăng dầu của Nam Hàn khi năng lực lọc dầu trong nước bị cho là mong manh. Theo Đài Á Châu Tự Do Loan Tin, Tình hình tài chính và thực tế thiếu ổn định kéo dài tại nhà máy lọc dầu Nghi Sơn ở Thanh Hóa có thể cản trở đáng kể tham vọng tự cung ứng sản phẩm xăng dầu của Việt Nam. Trước diễn biến trên, các nhà máy lọc dầu Nam Hàn muốn lợi dụng tình thế này để tăng suất cản xăng dầu sang Việt Nam với mức tăng dự trù lên tới 50% trong năm nay. Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn đã phải vật lộn với những khó khăn về tài chính kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát vào năm 2020. Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn vốn chiếm tới 35% nguồn cung xăng dầu ra thị trường và việc cắt giảm sản xuất của nhà máy hiện nay đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu mua xăng dầu của các thương nhân. Trong diễn biến liên quan vào giá xăng tại Việt Nam vào chiều ngày 11 tháng 2 được biết tăng lên gần 1.000 đồng một lít. Đây cũng là mức cao nhất trong gần 8 năm qua, kể từ tháng 7 năm 2014. Cụ thể, sau khi tăng mức, à, mức giá bán lẻ đối với xăng s Ron 92 là 24.571 đồng một lít, giá xăng RON95 là 25.322 đồng một lít. Đây là lần thứ ba giá xăng tại Việt Nam tăng liên tiếp kể từ đầu năm cho tới nay kết năm dân quân tự vệ bắt giữ người và đánh đập khiến nạn nhân tử vong theo báo tuổi trẻ ngày 14 tháng 2 năm 2022 loan tin công an tỉnh Bình Thuận vừa ra quyết định khởi tố vụ án bắt giam đối với năm dân quân tự vệ để điều tra các hành vi cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật năm dân quân gồm có ông Trần Ngọc Đức 31 tuổi, Lê Ngọc Khoa 27 tuổi, Lê Nhật Hải 21 tuổi. Nguyễn Minh Tiến 26 tuổi và Nguyễn Quang Minh 23 tuổi, tất cả cùng ở phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận và thuộc dân quân tự vệ phường Phú Thủy. Theo công bố của cơ quan điều tra vào chiều ngày 31 đến tháng 8 năm 2021, năm nghi can thực hiện tuần tra kiểm soát việc người dân chấp hành chỉ thị 16 phòng chống dịch của nhà cầm quyền tại địa phương và phát hiện anh Trần Văn Trí 36 tuổi không mang theo giấy tờ tùy thân, sau đó năm bị can đưa anh Trí về trụ sở. Tại phía công an điều tra tại trụ sở do anh Trí có những lời lẽ không hay và không làm chủ được bản thân nên đã bị năm dân quân dùng gậy đánh hội đồng. Đến tối cùng ngày 31, anh Trí mới được nhóm công quyền, cộng sản thả cho về nhà. Nhưng do bị đánh quá nặng nên anh Trí đã tử vong hồi sáng hôm sau tại nhà. Phía cơ quan điều tra cho rằng, việc nhóm dân quân tự vệ giữ anh Trí từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối là sai quy định của pháp luật. Bản bản tin từ Việt Nam cho biết nông dân lại kêu cứu vì cửa qua Trung Cộng bị đóng. Báo Thanh niên ngày 14 tháng 2 năm 2022 loan tin, nhiều nông dân trồng thanh long ở tỉnh Long An và Tiền Giang đang kêu cứu vì các thương nhân, công ty ngừng mua hàng sau khi tỉnh Lạng Sơn ra thông báo tạm dừng tiếp nhận hàng thông qua trung cộng. Ông Nguyễn Tuấn Thanh, giám đốc Sở Công thương tỉnh Long An cho biết, nguyên nhân của việc tạm dừng trên được tỉnh Lạng Sơn thông báo là do cửa qua trên địa bàn đang trong tình trạng bị tràn ngập. Vì vậy, địa phương tạm dừng tiếp nhận các phương tiện chở mặt hàng hoa quả tươi lên cửa qua trong thời gian từ 16 tới ngày 25 tháng 2. Sau khi có thông báo này, thì hầu hết các công ty thương nhân mua thanh long để xuất cảng đã lập tức dừng thu mua vì không dám mạo hiểm. Theo Hiệp hội Thanh Long, thì Hiệp hội đã lên tiếng là kế hoạch từ nay đến ngày 25 tháng 2 sẽ xuất cảng sang Trung Cộng thêm 1.000 tấn thanh long nên thông báo trên đã đẩy nông dân, thương nhân và các công ty rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Một thành viên trong hiệp hội cho biết, các hành động kiểm soát qua hải quan nghiêm ngặt của Trung Cộng trong đợt Tết Nhâm Dần vừa qua đã làm cho giữa nông dân và các thương nhân công ty thu mua thanh long rơi vào khó khăn, đối đầu vì mâu thuẫn. Trong thời gian vừa qua, Trung Cộng vừa nới lỏng nhập cảng được vài ngày, thì nay lại siết chặt, khiến thị trường thanh long rơi vào nhiều rủi ro. Kính thưa quý vị, chả giò Việt Nam trở thành một những món trong những món ăn yêu thích nhất ở Pháp. Kính thưa quý vị, bên cạnh sushi Nhật Bản và món popcorn nổi tiếng của Hoa Kỳ, chả giò Việt Nam là một trong những món ăn được yêu thích nhất của người Pháp. Đài truyền hình Pháp TF1 vào ngày 7 tháng 2 đã phát sóng một phóng sự về xu hướng ngày càng ưa chuộng ẩm thực ngoại quốc của người Pháp, thức ăn và các mặt hàng ăn uống đến từ Mexico, Việt Nam hay Ấn Độ ngày càng thu hút nhiều khách hàng. Trước đây, thực phẩm ngoại quốc chỉ được trưng bày mẫu góc nhỏ trong các siêu thị của công ty Carrefour. Nhưng giờ đây, các kệ hàng luôn chật kín những thực phẩm và hàng hóa đến từ nhiều nơi trên khắp thế giới. Ông Stephen Bombas, giám đốc trải nghiệm khách hàng của Carrefour, cho biết hiện nay hàng ngoại được xếp đầy trên 2 đến 3 kệ của siêu thị, mặc dù trước đây chỉ có một sản phẩm từ các nước lân cận được trưng bày. Hệ thống siêu thị Carrefour hiện bán khoảng 3.000 mặt hàng nhập cảng từ 24 quốc gia các sản phẩm không chỉ có xuất xứ từ các quốc gia láng giềng như Ý, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha mà còn bao gồm sản phẩm từ các quốc gia châu Á như Việt Nam, Thái Lan, Nhật Bản, hoặc Mexico và Brazil của châu Mỹ Latin. Doanh thu từ các sản phẩm ẩm thực à, nông sản nhập cảnh tăng 20% trong năm ngoái và hiện được coi là mỏ vàng tiềm năng để cho các chuỗi siêu thị khai thác. Thống kê của chuỗi siêu thị Carrefour tại Pháp cho thấy, trong số các thực phẩm ngoại quốc được ưa chuộng nhất, sushi Nhật Bản đứng đầu danh sách chiếm 45% doanh thu, tiếp theo là popcorn và macaroni của Hoa Kỳ. Giá giò truyền thống của Việt Nam đứng hàng thứ ba chiếm 19% doanh thu ngoại quốc bán được vào năm ngoái. Và sau đây từng ta xin mời quý vị theo dõi phần thông tin thương mại đại truyền SPTN. Chúng tôi sẽ trở lại trong phần phóng sự của SPTN.